Rồi, xin kính chào quý anh chị và các bạn trở lại với Trend Hùng Xe Hơi. Trong video này thì em cũng xin cập nhật nhanh qua giá bán, chương trình khuyến mại và mức giá lăn bánh của các phiên bản Ford Everest tại từng địa phương cũng như là mức giá trong tháng 5 thời điểm 2021 hiện nay. Hiện nay thì đa phần Everest chúng ta phân phối với 3 phiên bản chính nhé. Titan 2 cầu, Titanium 1 cầu và Everest Sport. 3 phiên bản lần lượt với những cái mức giá và khuyến mại như sau. Thì phiên bản cao cấp nhất 2 cầu số tự động Btubo chúng ta có mức giá niêm yết là 1.399.000.000 đồng. Hiện nay thì trong tháng 5 thì bên em có thể hỗ trợ cho khách hàng từ 70 đến 75 triệu đồng giá hỗ trợ. Hiện nay trong tháng 5 thì phiên bản này chúng ta đang giảm từ 70 đến 75 triệu đồng, có thể tặng kèm thêm phụ kiện theo xe nhé, như dán kính, trải sàn. Chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với đại lý hoặc alo thẳng trực tiếp cho em. Mức giá bán loanh quanh khoảng 1.329.000.000 đồng, và khi lăn bánh tại Hà Nội thì các bác chuẩn bị tối thiểu giúp em hoàn thiện hồ sơ ấy, chúng ta sẽ dao động khoảng 1.520.000.000 nhé. Trả góp tối thiểu tại Hà Nội sẽ dao động vào khoảng 455.000.000 đồng. Với những quý khách hàng lăn bánh tại tỉnh địa phương thuế 10% thì khi hoàn thiện trừ khuyến mại thì các bác sẽ lăn bánh và dao động khoảng 1.470.000.000 đồng nhé. Trả góp tối thiểu dao động khoảng 410. Với cái mức trả góp này thì hàng tháng anh chị trả đâu đó vào khoảng từ 15 đến 16 triệu đồng cả gốc cả lãi theo xe. Mức giá trả góp hay hàng tháng chúng ta thay đổi thời gian vay nhé. Phiên bản Titanium 1 cầu số tự động 1.181.000.000 đồng, chiết khấu giống như phiên bản 2 cầu thôi, 70 đến 75 triệu đồng. Với những quý anh chị mà ở Hà Nội chúng ta lăn bánh chiếc xe này vào khoảng 1.275.000.000 đồng, trả góp tối thiểu vào 386 triệu đồng. Titanium 1 cầu mà lăn bánh ở từ tỉnh địa phương thì mức giá sẽ dao động vào khoảng 1.232.000.000 đồng, và chi phí trả góp tối thiểu là 343 triệu đồng nhé. Cuối cùng là phiên bản Sport, phiên bản thay thế cho Trend và Titanium với la răng đen và một số chi tiết option sơn đen giống như bản Black Edition ạ. Mức giá niêm yết là 1.112.000.000 đồng, và tháng 5 này thì chương trình hỗ trợ cũng không quá nhiều, không quá, chương trình hỗ trợ không được tốt như trên phiên bản 2 cầu hay 1 cầu. Tuy nhiên thì đã tốt hơn so với thời điểm của phiên bản này vào tháng 4 rồi. 50 triệu đồng so với 40 triệu đồng vào thời điểm trước, hạ nhiệt là hơn 10 triệu đúng không ạ? Quý khách hàng ở tỉnh địa phương thì chúng ta sẽ lăn bánh mũ xe này vào khoảng 1.175.000.000 đồng, và khách hàng ở Hà Nội khi lăn bánh chúng ta dao động khoảng 1.217.000.000 đồng nhé. Trả góp tối thiểu từ 327 triệu đồng cho khách hàng ở địa phương và 368 triệu đồng cho khách hàng ở Hà Nội. Vậy thì để có cái trên đây thì em vừa nêu qua nhanh cái mức giá lăn bánh, chương trình trả góp tối thiểu hay giá bán khuyến mại tại thời điểm tháng 5. Quý hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về xe, lựa chọn những mẫu xe ưng ý cho mình hay phân vân về option từng phiên bản cũng như là quy trình trả góp hồ sơ vay, có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng, nhận thêm khuyến mại, tư vấn 24/7 và có cho mình một lựa chọn mua xe ưng ý nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.